Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Theo đo hướng nhà, làm theo đo hướng nhà, dùng la bàn. La bàn thì có hai loại. Loại thứ nhất là sử dụng cái la bàn như thế này, hoặc xịt hơm tí, đúng không ạ? Loại thứ hai là sử dụng thiết bị di động để đo. Về cơ bản cả hai loại la bàn này tỷ lệ chính xác là lệch khoảng vài độ là bình thường. Và người ta không sử dụng, đặc biệt là điện thoại. Tiếp nữa tôi sẽ nói với bạn về cách đo sau, chúng ta nói về thiết bị đã. Đúng không ạ? Lệch khoảng 1-2 độ là bình thường. Cái thiết bị này gọi là la bàn. Thiết bị thứ hai để đo gọi là la kinh. Được chưa? Cái la kinh thì sử dụng, các thầy phong thủy thì sử dụng một thiết bị gọi là la kinh. Và cái la kinh này thì cũng được viết trên cái ứng dụng của điện thoại di động. Thì cái la bàn thì chỉ sử dụng để xác định phương hướng. Đúng không ạ? Nhưng mà la kinh thì sử dụng để tính toán phong thủy, hiểu nôm na đơn giản đấy, đúng không ạ? Các bạn có thể tải ứng dụng la bàn Việt ở trên CS Play hoặc là ở trên iOS xuống để mà sử dụng. Trên cái ứng dụng này là ứng dụng đặc biệt rất hay về sử dụng chuyên để tính toán các cái phương hướng và tính các cách cục cho phong thủy, bởi vì ứng dụng này tôi viết mà. Hôm nay là không xài cái cân Apple TV, tôi mà dùng Apple TV hoặc ứng dụng này các bạn thấy là tức là thao tác trên iPhone thì các bạn sẽ thấy là nó rất là thú vị, vì các bạn có thể sử dụng một cái la bàn đặt thẳng trên bàn đế của nhà để các bạn di chuyển, các bạn tính toán các phong thủy trên đó, không mà không cần phải chụp ảnh hoặc là đặt cái ảnh vào để tính toán vệ tinh xem là toàn khu vực này cắt thành thế nào. Thì người ta sử dụng hai thiết bị này để đo, đúng không ạ? Và sử dụng dù là sử dụng thiết bị nào để đo thì bây giờ cũng quan trọng nhất là cách đo quan trọng hơn thiết bị. Kể cả các bạn dùng cái la kinh có xịn cỡ mấy, nhưng mà cách đo của bạn thì sai thì các bạn vẫn bị sai. Tôi lấy một cái mẫu của một cái thiết bị đo là cái la kinh cho các bạn xem. Đây là cái la kinh của thầy Vương Thủy sử dụng bằng tiếng Việt. Quảng cáo đi, đây là la kinh của mình sản xuất. Chứng minh là quảng cáo ý, là công ty sản xuất. Và niềm tự hào rất lớn là cái la kinh này là chiếc la kinh cộng đường và chiếc la kinh đầu tiên ở Việt Nam để tiếp, và cũng duy nhất đơn vị của tôi có thể sản xuất được cái thiết bị la kinh như thế này, chứ không phải là ai cũng sản xuất được cái la kinh như thế này, bởi vì là sản xuất ra bán quay mua chưa phải làm được, mà ở Việt của mình cũng không làm được, mà mình cần phải mình thiết kế rồi. Cái này giống như iPhone đấy, tức là design by iPhone là made in China. Đúng rồi, vẫn phải đặt hàng ở bên các xưởng thì họ mới có thể làm được. Thì bản thân thiết bị này là la bàn, thì đối với cả la bàn chúng ta sử dụng cái mặt bên trên để người ta xoay, để người ta xây phương hướng. Thì cách đo thì người ta sẽ đứng trước cửa nhà như thế này, đúng không ạ? Và sử dụng tay để di chuyển, thì cái đường chỉ ở trên này người ta gọi là đường thiên tâm thần đạo, và cái kim ở trước là kim chỉ nam, và cái điểm này gọi là cung chỉ. Và trong này thì có tổng cộng 36 vòng hay 36 tầng để tính toán các cái câu chuyện, để tính toán các cái vấn đề khác nhau của phong thủy. Thì khi bạn sử dụng đến cái vòng nào, sử dụng đến cái tầng nào, chúng ta sử dụng thiết bị đấy để đo, đúng không ạ? Còn trong trường hợp đơn giản hơn, người ta các bạn có thể sử dụng thiết bị đo bằng điện thoại di động, đúng không ạ? Thì đo bằng điện thoại di động là chúng ta có thể sử dụng cái thiết bị đo, ví dụ như đây là một ứng dụng để đo, đây ứng dụng để đo là ứng dụng La Bàn Việt. Anh chị có thể lên trên iOS hoặc là trên CS Play có chúng ta bằng Việt ta sẽ tải xuống ngay lập tức. Tại sao ứng dụng như thế này mình quyền bằng ngày ba đó ứng dụng như thế này, đúng không ạ? Còn chúng ta để sử dụng kể cả các la bàn to cỡ như thế này cũng được đặt trên thiết bị di động của chúng ta rất là dễ dàng, và ngay khi zoom lên thì xem cái chữ bên trong, đúng không ạ? Chúng ta còn có thể thiết lập được để chúng ta để nhập dữ liệu, ví dụ vào đồ gì từ vệ tinh, anh chị có thể lấy cái đồ bộ vào một quốc gia TV như thế này, đúng không ạ? Chúng ta để đặt vào một cái, đặt ok vào một cái là chúng ta có thể chọn cái la bàn đặt cái trục phun lô trên cái tòa nhà như thế này. Chúng ta hoàn toàn để biết chính xác cái tòa nhà như thế nào để đo.
Phần này rất là dễ, chị chỉ cần lên trên mạng có chức năng hướng dẫn sử dụng lao động Việt, hoặc chả cần tải ứng dụng về vào một menu và vào hướng dẫn sử dụng, đúng không ạ? Xem video hướng dẫn, thế là cái bộ này thế là tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị vào một bộ phận để đo lại tính toán cái bộ phận này như thế nào để chúng ta có thể đo lại, để chúng ta có thể tính toán sử dụng như thế nào. Rất là dễ thì nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều và cách cách đo của chúng ta như sau. Khi mà đo đạt cái hướng nhà anh chị đặc biệt đối với chung cư là không đứng trong tòa chung cư để đo, bởi vì nếu tôi đứng ở đây tôi đo hướng thì tôi ra đến chỗ kia tôi đo lại ra một hướng, vì trong chung cư rất nhiều bê tông cốt thép từ chiều đến nhóc các bạn không thể đo được nhà, đúng không ạ? Mà muốn đo được hướng nhà là chúng ta cần phải ra khỏi tòa chung cư và khỏi hầm. Nếu muốn đo hướng nhà của căn nhà dưới đất thì chúng ta cũng phải ra khỏi căn nhà đó, đứng xa sắt thép ô tô xe máy cột điện hàng rào sắt inox đứng xa hết ra, đúng không ạ? Và cầm thiết bị đo trên cái iPhone này thì quá dễ rồi, quay đâu thì đấy là hướng đấy, đúng không ạ? Quay đâu thì đấy là hướng đấy. Anh chị, đây là mặt đường trắng là chỉ hướng ở dưới chỉ đoạn, đúng không ạ? Nó để như thế này thì đây là hướng, nó để thế này thì đây là hướng. Như vậy là chúng ta muốn xem nó là hướng gì, đặt cái điện thoại hướng về chỗ đấy thế là xong. Rất đơn giản, đúng không ạ? Kể cả chúng tôi đang đứng chỗ này, hỏi là anh nhà mình đang đứng ở chỗ nào so với tôi, thì tôi xoay cái này ra là anh nhà đứng ở chỗ đông nam so với tôi. Hôm nay Hải đứng như nào? Hải đang đứng ở đông bắc so với tôi. Đơn giản mà, đúng không ạ? Điện thoại để sử dụng thiết bị rất là dễ, nhưng mà lacking thì dễ hơn tí. Thế là thế, đúng không ạ? Chúng ta đứng thẳng vào, đúng không ạ? Xong xong chúng ta cần đo, đúng không ạ? Giữ cho cái phần thức vực ra phía trước để lấy thăng bằng, đúng không ạ? Rồi xoay mặt la bàn, đúng không ạ? Xoay sao cho có hai dạng cái kim trên la bàn luôn luôn là cái chỉ nam và chỉ về phương nam. Cho vậy cho nên thành ra là xoay làm sao cho cái đầu kim chỉ về vị trí 180 độ trên này, là 180 độ trên kim chỉ với 180 độ trên mặt này đó nhá. Dưới này là có một cái chân, dưới này là không 180, xoay cho cái này là trục với cả trục không 180 thì chúng ta sẽ có thể xác định được cái vị trí của anh chị ngay lập tức. Rồi xoay 180 thì chúng ta thấy rằng là tại khu vực này trục vẫn là bắc nam, đây là chính đông, đây là chính tây, đây là chính bắc, đây là chính nam, chắc chắn đây là chính tây, đúng không ạ? Vị trí này là vị trí, trong vị trí này là vị trí đông nam và vị trí này là vị trí đông bắc, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng thiết bị thì bằng cách anh chị sẽ đứng trước cái nhà cần đo khoảng 2-3 mét. Vì sao không đứng xa hơn? Vì chúng ta chưa quen. Tôi đứng từ trên đỉnh xuống, tôi nhìn xuống mộ, tôi đứng nhìn tôi đo mỗi thứ gì chắc cũng lại được vài độ thôi. Nhưng mà anh chị đứng xa qua đối tượng, anh chị cũng quen, anh chị căn những cái đường thiên tân vận đạo là tiêu chuẩn, thì chúng ta sử dụng cái mét cạnh bên dưới, chúng ta nhìn từ trên đến dưới, đứng trong thẳng người, đúng không ạ? Để đo thì chúng ta có thể sử dụng la bàn để đo hay tất cả thiết bị để đo và để cao. Lưu ý là không bao giờ được phép để la bàn dưới đất, không bao giờ được phép để điện thoại xuống dưới đất để đo, vì kết quả đấy là 100% sai. Dưới đất anh chị như cái chỗ này ạ, chả không cần phải chúng ta đứng như này, ở chỗ này là chính đông, đúng không ạ? Đặt cái này đây một cái nó đi một nơi xa lắm luôn, vì ở dưới này nó gần với nơi cốt thép nhất, đúng không ạ? Và không đo được, cái xác suất đo sai của bạn rất cao. Cho nên là, và thiết bị la bàn nó là cũng rất quý giá của tất cả ông thầy ông mình. Cho nên là tôi đặc biệt chúa ghét tất cả ông thầy nào đặt la bàn dưới đất. Nó còn cái la bàn quý hơn cả cái vật quý nhất trên người ông ấy. Nếu mà ông thả tẹt đất mà đứng đúng nghe chèn gò không chấp nhận được, đúng không ạ? Không chấp nhận được. Và hay là do là, và cái la bàn đưa được cầm hôm nay các bạn căn cho phẳng, các bạn để cái này xuống dưới thềm trước cửa nhà các bạn, dưới đấy nó cái dầm từ dưới là sai, thì làm sao để đo được cái hướng xem là vị trí nó là hướng gì. Cho nên là cách đo đối với cả khu chung cư, ngoài ra là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái phương pháp đo đo khác nữa cũng rất là dễ, đó là chúng ta sử dụng trên cái bản đồ chúng ta sử dụng trên bản đồ như sau. Đây là cái thiết lập cơ. Đây là cái khu vực chúng ta đang đứng, đúng không ạ? Khu
Busan City đúng không ạ? Đây là Busan City. Anh nhìn thấy khi chúng ta sử dụng trên cái bản đồ Google Maps không ạ? Thì liên tục rằng là ở trên phía bên trên thì nó luôn luôn là hướng Bắc. Và dưới luôn luôn là hướng Nam. Bên này luôn là Đông, bên này luôn là Tây. Cho nên chúng ta chỉ cần là nhìn cái trục trên này là chúng ta biết là toàn bộ cái dãy của thang, đúng không ạ? Đây là hướng Bắc, đúng không ạ? Toàn bộ mười mấy cái tòa nhà chỗ này nó đều quay về trục Bắc Nam. Nó chỉ có căn hộ hướng Bắc và căn hộ hướng Nam trong dãy này thôi. Có thể có những căn ở đầu hồi bên này và đầu hồi bên này có thể quay vào bên trong, quay bên ngoài nó trục Đông Tây. Chứ riêng những khu vực này thì không thể nào có bất kỳ một căn hộ nào mà có hướng là Đông Nam. Đúng không ạ? Không bao giờ có. Cả đây cũng không có luôn. May chăng thì hai tòa này mà chéo hẳn thì nó có Đông Nam Tây Bắc. Còn nếu không là nó không thể có hướng được. Và chúng ta có thể sử dụng cái thức lập cực, chúng ta đập lên trên một cái là chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm xem là cái vị trí. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm được xem là cái vị trí, cái phương hướng của từng căn hộ trong này thế nào. Sau khi xác định mặt bằng này xong, chúng đặt tên mặt bằng tổng thể của dự án nữa, thế là xong. Rồi đưa vào mặt bằng căn hộ. Cho nên anh chị mà toàn bộ cái hầm của Tham City nó sẽ đứng ở trong chỗ này. Nhiều khi nó sang cái bên này, không biết có sang bên này không. Đúng không ạ? Cho nên là muốn đo được cái la bàn chính xác ở khu vực này, anh chị đứng ở trong sân này đã là, nếu không có thiết bị tốt thì kết quả đo chính xác đến độ của anh chị đã là khó rồi. Muốn đo cái chỗ này lần đầu tiên tôi đến đây tôi đo thì tôi phải sử dụng cái tọa độ vệ tinh này xong. Thì lúc mà đang xây tôi phải đứng ở tít ở chỗ này mới đo được. Lúc mà chưa xây cái tòa này đo được chính xác được là cái vị trí của cái tọa độ hướng chính xác đến độ. Chuyển về cơ bản phong thủy thì các anh chị khi ta đã làm chung cư này rồi chính xác đến độ thì không cần thiết. Nhưng về cơ bản là hướng chính của nó vẫn là trục Bắc Nam thẳng tưng luôn. Đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng các bản đồ để chúng ta kiểm tra lại cái kết quả đo của chúng ta xem là có chính xác và có phù hợp hay không. Có chính xác và có phù hợp hay không. Chứ không phải là nên đánh ra là không đứng ở trong cái căn hộ để mà đo. Không đứng trong căn hộ để mà đo. Vậy cái phần này là cách để đo hướng nhà. Chúng ta sẽ có cái thiết bị đo hướng nhà, cửa chính, tỏa và được cách cho em biết nắm được phương pháp chưa ạ? Rồi, sau khi biết được hướng thì chúng ta mới bắt đầu xác định đến yếu tố thứ hai là cục. Đấy, bấm là chạy vào thôi. Cục tức là như thế này. Cục tức là một cái cục diện của cục diện. Nó là một cái không gian. Rồi, lại sao rồi? Cục tức là muốn nói đến cái không gian bạn xét. Đối với cả cục hay còn gọi là cục diện. Tức là như thế này. Phong thủy người ta cũng chia thành đại cục, trung cục và tiểu cục. Cục diện là tình hình chiến tranh và chuẩn bị chiến tranh ở Iraq, ở Iran đang hết sức là sôi động. Đúng không? Hay là cục diện là tổ chức chuẩn bị chiến tranh của nhóm quân Hồi giáo ở cái vùng này rất là sôi động. Tình hình của cái tổ chức của cái phòng này đang rất là sôi động. Thì khi nó đến cục thì để người ta chia các không gian trong nhà. Đối với phong thủy người ta sử dụng khái niệm đại cục, tức là người ta nói là cái môi trường và không gian xung quanh. Trung cục tức là người ta nói đến toàn bộ diện tích của căn nhà. Tiểu cục tức là nói đến không gian của từng phòng. Đúng không? Anh chị hiểu không ạ? Dương Trạch Nam Hiếu nói rằng là đối với phong thủy thì người ta sẽ chia thành khái niệm môn chủ táo, tức là quan trọng nhất là để xét vị trí và hướng nhà có đắc địa hay không thì người ta sử dụng đại cục để tính núi non sông nước ở xung quanh. Để xem khai môn mở cổng, nạp long thông khí, người ta tính trung cục. Cái nhà này, toàn bộ không gian này gọi là trung cục. Đúng không ạ? Từ phòng khách đến các phòng khác. Đúng không ạ? Sau đó người ta sử dụng đến không gian tiếp theo gọi là để mà đặt cái giường, cái tủ, cái bàn thờ hay là cái bếp như thế nào thì người ta căn cứ vào tiểu cục. Tiểu cục tức là không gian của một phòng. Không gian đây là tiểu cục phòng bếp, đây là tiểu cục phòng khách, đây là tiểu cục của từng phòng, phòng ngủ. Thì rõ hết về cục chưa? Cục tức là người ta chia thành đại, trung, tiểu để người ta phân mất cái không gian, xem tính toán cái việc đấy ở đâu. Giống như lúc anh có hỏi là bây đặt bếp theo tuổi chủ nhà hay đặt gì chưa biết. Trước hết bây giờ mình muốn đặt cái bếp thì mình cần phải xét cái tiểu cục của phòng bếp đấy đã.
Thì trong vị trí phòng bếp đấy thì những vị trí nào là những vị trí đắc địa có thể đặt được bếp, tức là vượng về mặt phong thủy, vượng về mặt phong thủy hay là tốt về mặt phong thủy, thì người ta sẽ sử dụng cái vị trí đó để người ta đặt, để sau đó người ta mới tính tiếp xem tuổi của trạch chủ hay tuổi của người trong nhà, thì phương hướng nào trong các vị trí anh chị đã lựa chọn tốt cho người chủ nhà. Như vậy là nhất là vị trí, sau thì là phương hướng, nên gọi là nhất vị nhị hướng là như vậy. Nếu chỉ có một vị trí thì không cần xét tuổi nữa, còn nếu được hai vị trí thì mới xét đến tuổi vào. Tuổi anh chị đẹp để làm cái gì khi mà cái bếp của anh chị quay vào cái bãi rác? Ý muốn nói là đặt vào vị trí bị sát khí, tại vị trí bị xấu. Như vậy phong thủy bản chất đó là việc xu cát kỵ hung, tức là đón cái điểm lành đến và đẩy cái điều xấu đi. Đó là đẩy điều xấu đi. Cho nên đối với phong thủy đó là cái việc mà sắp xếp không gian môi trường sống trước hết phù hợp với điều kiện tự nhiên, phù hợp với điều kiện môi trường xung quanh, phù hợp với cả thẩm mỹ thói quen sinh hoạt các bạn. Trong đấy có nói câu nào là phong thủy đó là việc sắp xếp cái nhà ở hợp với tuổi của bạn không? Không có. Không một kinh sách nào nói là phong thủy đó là việc sắp xếp không gian sống hợp với cả tuổi của ông trạch chủ cả. Cho nên là đời ông bố xây cái nhà như này, đời ông con và tuổi con tuổi khác phải làm cái nhà khác, không phải. Với cái nhà cũng có vượng không? Nếu vượng thì nếp cũng còn làm. Làm sao nghịch long, làm sao mà nghịch long nghịch thủy, trái lập đang thủy chạy như thế này, trước mặt núi non sông nước như thế này, đang là vượng thủy quay mắt ra nhảy vào sát thủy. Đúng không ạ? Lúc ấy là tài lộc không lưu triệt cốt bẩn mà. Thế là gì ạ? Tiền không có, nghèo trong xương. Rõ chưa? Nên chúng ta hiểu cái cục của trong phong thủy để người ta định cái không gian để tính toán, để hiểu rõ cái phần đó. Anh hiểu chưa? Hiểu rõ cái phần đó. Tiếp theo, sau khi xác định được cục xong thì người ta quan trọng, người ta cần phải xác định được tâm. Tâm là gì? Tâm là trọng tâm. Tâm là gì? Tâm là trọng tâm. Tâm là trọng tâm. Trọng tâm là điểm thăng bằng lực. Ví dụ, nếu như cái hình học cơ bản thì không nói, hình chữ nhật, hình tròn hay là hình vuông hay là hình tam giác, thì khi chị cứ lấy giao điểm của những đường trung tuyến hoặc là giao điểm hai đường chéo là chị sẽ ra được trọng tâm, đúng không ạ? Đối với những hình kỳ quặc thì người ta sử dụng phương pháp bù khuyết. Ví dụ như cái nhà này, đây là cái không gian của nó, đúng không ạ? Không gian của nó, đúng không ạ? Thì người ta bù cái góc này vào điểm này và điểm này để tìm ra vị trí này, gọi là tâm nhà. Bù đây vào đây, tìm đây là tâm nhà. Bù đây vào đây, tìm đây tâm nhà. Bù đây vào đây để tìm ra đây là tâm nhà. Anh hiểu ý chưa? Tâm là trọng tâm. Trọng tâm là điểm tạo ra cái thăng bằng về lực. Trọng tâm là điểm tạo ra cái sự thăng bằng về lực. Cho nên gọi điểm đấy là tâm của nhà. Thì điểm đấy là tâm của nhà, cho nên thành ra là chúng ta cần phải xác định được cái tâm của nhà. Thì tâm này là tâm theo trung cục thì mới xác định được phương vị. Chúng ta có tâm của gì? Tâm của trung cục, tâm của tiểu cục. Cái nhà này, cái nhà này tâm ở chỗ này, đúng không ạ? Nhưng tâm của phòng ngủ này nó nằm ở đây, tâm phòng bếp phải nằm ở đây. Như vậy tâm này là tâm của tiểu cục hay tâm của trung cục thì tùy ý chị sử dụng cho cái việc gì chúng ta dùng cái tâm đó. Thì có xác định được tâm thì người ta mới xác định được vị. Không xác định được, công thức của chúng ta là tâm cộng hướng bằng vị. Không có tâm thì không biết vị. Ví dụ chỗ này đang là hướng đông, đúng không ạ? Tôi đứng ở đây coi như đây là tâm nhà, thì chỗ của anh Hải đang nằm ở vị trí đông bắc của tôi, chỗ của anh Minh đang nằm ở vị trí phía đông của tôi, đông nam của tôi, đúng không ạ? Nhưng khi tôi đứng ra chỗ này thì anh Minh đang nằm ở vị trí phía đông của tôi, anh Hải vẫn nằm ở vị trí đông bắc. Và tôi dịch ra chỗ này thì anh Đông nằm ở phía đông bắc và anh Hải nằm ở vị trí phía bắc của tôi, đúng không ạ? Và hướng tôi vẫn quay về hướng đông, đúng không ạ? Đúng không ạ? Phải xác định được tâm thì mới xác định, thì chúng ta mới xác định phương vị. Ví dụ tôi nói rằng là lúc đấy có một bạn không nhớ, bạn ấy bảo rằng là bạn ấy là sinh năm 1991, chồng bạn ấy sinh năm 1992, tức là 1982, tức là tuổi Nhâm Tuất với cả tuổi Tân Mùi, bảo là hai vợ chồng bạn ở với nhau không vui.
đúng không ạ? Thì tôi mới bảo bạn ấy rằng là tìm cho tôi xem vị trí phía đông của bạn đấy là xem đang là cái gì. Bởi vì là dần cao tốc thì đào hoa là cung tại mão cung, tức là đào hoa, tức là nhân duyên, cái sự vui vẻ của bạn nằm ở vị trí phía đông ở trong phòng ngủ. Và vị trí phía đông của trung cục, tức là đứng từ giữa nhà xem phương mão, tức là phương đông nằm chỗ nào, thì các bạn phải đo hướng nhà. Ví dụ hướng nhà của các bạn, ví dụ nhà bạn quay thế này thì đây là hướng nam đúng không ạ, thì xem đông ở chỗ nào, đông ở chỗ này đúng không ạ, thì ra đấy xem nó là cái gì. Từ phòng ngủ của bạn, tức là tôi nói đến cái tiểu cực thứ hai, tôi bảo là xem là trong cái vị trí phía đông trong phòng ngủ của bạn đang để cái gì ha. Thì bạn bảo rằng là ở chỗ đó là các bạn đang là cái ban công. À, tôi bảo là thế thì từ cái ban công đấy vào bên trong nó sẽ là cái cửa sổ. Vị trí đấy là vị trí quý nhân của tuổi Tân Mùi và vị trí đào hoa của tuổi Mão. Nếu như các bạn cảm thấy không vui vẻ, đúng không ạ? Có một cách là các bạn, một là cái khu ban công đấy để máy giặt hay để cái gì đấy thì làm cho nó gọn gàng sạch sẽ. Thứ hai là bạn phải sử dụng một cái hồ lô hòa hợp, các bạn treo ở đó, vì tôi nghĩ bạn sẽ phơi quần áo ở đó, hoặc là bạn để máy giặt ở đó thì treo hồ lô hòa hợp vào cái phương vị đó để chỉnh hóa cái khí của cái chỗ máy giặt, nó đang kích động cái vị trí phương đông là cái phương đào hoa của chúng bạn lên. Nếu để nguyên đấy sang năm ngũ hoàng và đáo hô đó thì cãi nhau to đó. Thì cái việc mà xác định cái phương vị của trong nhà nó xác định như vậy, đúng không? Thì căn cứ vào tâm nhà trỏ ra thì mới biết đó là cái chỗ nào, thì cứ xui mới biết được chứ, đúng không? Thì ở chỗ này đây là đông, tôi bảo là chỗ này là nam chẳng hạn, đây là bắc, đây là đông, đây là tây chẳng hạn, đúng không? Thì khi chúng ta đặt vào la bàn vào đây một cái là chúng ta hoàn toàn có thể định vị được, xem là phương vị. Như vậy muốn xác định được vị hay xác định được phương thì chị phải biết là tâm ở đâu. Không biết tức là không có điểm, không vị trí đứng thì tính làm sao được. Nên vị là cộng với cả hướng, à nhầm, tâm cộng hướng bằng vị. Đây là công thức rõ hơn này chưa? Dễ mà. Dạ, chờ xem nào. Rồi, nhầm, rồi. Tôi sẽ xác định tiếp để tôi sẽ trình bày các bạn một cái khái niệm tổng thể, một cơ bản. Sau đó chúng ta sẽ hỏi một thể. Đúng không? Để hỏi một thể. Tôi sẽ chỉ dẫn đây. Alo. Rồi. Tôi sẽ đưa mô tả cho các bạn xem một cái bộ hồ sơ phong thủy của bên tôi làm cho khách hàng. Trong này nó sẽ nói về cái vận tâm cực vị, hướng vị, với cả thực thiết kế nó rất là dễ để các bạn có thể nắm được cái phần này. Đây là một hồ sơ đúng không ạ? Đầu tiên là người ta cần phải phân tích cái tổng thể xem là cái diện tích đất đấy, cái phần này gọi là đại cục ạ. Phần này gọi là đại cục ạ. Xem là mạch ở đấy, hướng gió ở đấy và định vị cái không gian mặt bằng ở đấy như thế nào. Đối với hồ sơ phong thủy thì người ta cần phải có tiếp đó là cái mặt bằng liên quan đến không gian, tức là họa tiết trang trí, màu sắc, thảo chỉ, tường của một hồ sơ nó gồm như thế nào. Sau đó nó cần cái bản kích thước về cửa để chúng ta tối ưu cho cái nhịp sinh học và số bậc cầu thang, đúng không ạ? Rồi thì có một cái bản này chính là bản mà đặt cái la bàn vào chính giữa của nhà để xem là các vị trí phương vị cổng cửa anh chị mở như thế nào. Và vị trí này đang tính thiên trung cục để xác định anh chị khai môn mở cổng, tức là mở các cửa trong nhà. Như vậy cái nhà này nó đang có một cửa tại phương Mùi, một cửa tại vị trí của phương, một cửa tại phương Mùi, một cửa tại phương Xỉu và một cửa tại phương Xỉu và một cửa tại phương Quý. Chúng ta gọi là cái phần này gọi là bảng định cục, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ có mặt bằng định vị để chúng ta xác định các kích thước của cái nhà này xây như thế nào. Rồi chúng ta sẽ có mặt bằng các cái phòng ốc chúng ta xây ra sao. Thì bản thân cái việc mà khi chúng ta tính toán một cái căn phòng, nếu như mà chúng ta gọi là cả cái không gian này là không gian của phòng ngủ, cả không gian này là không gian của phòng ngủ, đúng không ạ? To đây, cả không gian này là, đúng không ạ? Nếu như bạn tính thông thường, đây là diện tích sử dụng của các bạn, là từ đây đến đây, lên đây, vòng sang đây, xuống đây, vòng sang đây, đúng không ạ? Nhưng thực tế tiểu cục được ngăn bởi các không gian có các vách ngăn, cho nên là chỗ này nó có một cái vách ngăn để chuyển từ trạng thái từ phòng ngủ 2 vào trong closet,
Cho nên là cái tâm của phòng ngủ này chỉ được tính trong cái đoạn này thôi, chứ không phải là cả không gian này. Hiểu ý không ạ? Giống như cái phòng ngủ này cũng vậy. Khi vào đây đúng không ạ? Vào đây thì cái phòng ngủ này là tính bằng không gian cho này thôi. Đúng không ạ? Thì bản thân là một cái không gian như vậy, đúng không ạ? Đây là mặt bằng tầng 3, đây là không gian của phòng thờ của nhà người ta, đúng không ạ? Đây là cái không gian tổng thể, mặt bằng tổng thể từ cổng đi vào rồi vườn đằng sau, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ có cái mặt bằng về cái động thổ, nghi thức động thổ, rồi trấn trạch, cấp thoát nước, đường nước vào đường ra, rồi các vật phẩm phong thủy, kích tài vận trong nhà, rồi sẽ có ngày giờ động thổ, đúng không ạ? Rồi đây là cái hồ sơ mà của ông thầy phong thủy. Còn có hồ sơ kiến trúc thì các bạn lại làm hồ sơ của kiến trúc sư, thì lại là hồ sơ hoàn toàn khác, và người ta chỉ sử dụng một cái mặt bằng công năng và mặt bằng định vị trên này để chúng ta xác định cái hồ sơ trên hồ sơ này mà thôi, đúng không ạ? Thì bản thân là một cái hồ sơ nó là như vậy, thì người ta sử dụng một cái la bàn để cái đặt vào trong nhà để người ta tính các cái phương vị cát hung. Thì muốn tính được với cát hung này thì người ta sử dụng từ trung cục, tiểu cục và đại cục. Thì các bạn đã sử dụng cái phương pháp để đo hướng nhà để chúng ta xác định cái phần này. Trong toàn bộ buổi hôm nay tôi không nói với các bạn một chút nào về đông tứ trạch, và tôi không nói với các bạn một chút nào về tây tứ trạch, và tôi cũng chẳng nói với các bạn tuổi này thì hợp nhà hướng nào, đúng không ạ? Tất cả những cái vụ mà em lên đây em đổi nhà hướng tây, em hợp hướng tây, đấy là các bạn nói, không phải tôi nói, đúng không ạ? Đấy là các bạn nói, không phải tôi nói. Vì chúng ta biết rằng là cái việc mà xác định phương hướng hợp hay không hợp là yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định. Hợp với cái tốt thì là tốt rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không hợp với cả cái xấu của tốt hơn. Tôi sẽ mô tả khái niệm hợp với không hợp. Bạn nắm được cái tinh thần. Tôi trao đổi cho bạn cái này, bạn nắm tinh thần. Bây giờ có một cái nhà hợp, cho là hợp đi, một cái nhà là không hợp, đúng không ạ? Cái nhà này là cát và hung, nhà có hai trạng thái mà, nó gặp sát thì nó hung, còn nó không gặp sát thì nó cát. Nó thiết kế phong thủy tốt thì nó cát, nó không thiết kế phong thủy đặt những cái điểm bậy bạ lung tung, ví dụ như toilet đặt phương càn chẳng hạn, hay đặt bể phốt phương bản mệnh chẳng hạn, hay là khai môn vào phương sát chẳng hạn, đặt bếp đúng lộc của mình đốt hết lộc chẳng hạn, ví dụ nhiều cái, đúng không ạ? Không hợp thì cũng có cát và có hùng. Bây giờ có một ông là ông A, ông đứng ở đây, đúng không ạ? Nếu cái nhà này là hợp với ông A, đương nhiên hợp cát là ok, đúng không ạ? Nhưng hợp hung thì chết nhanh lắm. Trong nhà có 5 tuổi, cái tuổi của đứa con trai lớn hợp với căn nhà đấy bị phạm sát thì nó sẽ là đứa xấu nhất ở trong nhà. Nếu có vấn đề gì chắc là trước. Hiểu không ạ? Nếu ông A không hợp với cả cái nhà, đúng không ạ? Nếu là cát thì ông hưởng một phần của cái cát, nếu là hung thì ông lại hưởng một phần là mấy hung. Cho nên là yếu tố ở đây là cái nhà cát, cái tức là cái nhà tốt thì quan trọng không kém gì là cái nhà hợp. Còn cái phương pháp các bạn đang tính hợp với cả xung như thế nào, các bạn sử dụng đông tứ trạch và tây tứ trạch đúng không? Tôi làm thử các bạn xem nhé. Tính đông trạch và tây trạch, tính một cái bạn vừa rồi sinh năm 1994, tháng 1 năm 93, đúng không ạ? Ví dụ của bạn sinh năm 1 năm 93 đi, đúng không ạ? Dương lịch năm 93 đi, bạn đến tuổi Quý Dậu, tuổi Nhâm Thân. Ví dụ vào Nhâm Thân đi, ngày 1 tháng 2 tháng 1 đi, đúng không ạ? Bạn ấy tuổi Nhâm Thân, đúng không ạ? Như vậy là khi dùng bát trạch minh cảnh, các bạn hiểu gì?
Nó tính kiểu gì? Rõ ràng bạn tuổi nhâm thân mới bảo à thế thì mình phải tính cái tuổi 92 chứ. Thế thì tôi hỏi bạn, cái ông mà sinh năm 1900 trừ đi 6 là còn 33, cũng tuổi Quý Dậu mà cũng đẻ vào ngày 1/2/1/33 thì cũng lại tính là tuổi nhâm thân. Nếu đẻ vào tháng 3 thì là tuổi, đẻ vào tháng 3 thì là tuổi Quý Dậu thì tính kiểu gì? Cái nhà có hợp cùng nhau không? Chưa kể nếu như mà xã hội mà các bạn chia thành là, nếu như mà ở xã hội mà các bạn chia ra là 50% số hợp cũng hướng hợp và 50% số hướng không hợp, để tôi phân tích cái tâm trạch và tây tứ trạch để cho bạn hiểu đấy.